cái tình nghĩa, những cái mà đối xử trong giới giao của nhau nó hay lắm, chứ không phải là xã hội đương thời mới có cái hay. Với ký tưởng đó, sau khi mà trải qua trong gần một năm, Kiều và Vũ Lê lên nói chuyện với tôi là đề tài mới nó là như thế này. Sau khi các em nói qua cái nội dung tôi bảo cô biết là và tôi hy vọng là trong những cái giai đoạn chúng tôi làm vất vả và cái thành quả tôi mong rằng nó sẽ đưa đến cho các bạn, các người xem, mọi người trên mọi miền tổ quốc. Nếu như ham thích, yêu thích thì tìm hiểu cái sinh hoạt trong thế giới hội đen, thì tôi nghĩ là xích lại chặt mặt răng bộ phần 2 nó sẽ có nhiều cái khác, cũng như là tác giả của bà đạo diễn cũng như dân Vũ Lê vừa cũng đã bật mí cho các bạn, nó sẽ khác trong cái chủ phim sau khi chặt mặt răng bộ phần 3. Rất nhiều phim nói về xã hội đen, nhưng tôi, bản thân tôi cũng không đồng ý, mà tôi cũng không thích. Chẳng qua nó là một phim thị trường, nhưng mà hy vọng rằng sau khi cái buổi họp báo này xong và Sinh Lan ra mắt thì sẽ đưa được những hình ảnh và những cái nội dung nó tạo bằng lòng với lại người xem. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn các quý vị đã chú ý rất nhiều, và ngay sau đây thì tôi xin được mời chia sẻ vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải với ông chủ Bình Phong ạ. Xin trân trọng và kính mời. Nói hết rồi, bao nhiêu thì mình hỏi, không cho ông thì tôi xin cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây. Thật ra tôi nghĩ các nhân chúc toàn thể các bạn luôn luôn vui khỏe và tràn đầy niềm hạnh phúc cho cuộc sống. Tôi chọn cái phim này và đây là thuộc một cái dòng phim mà tôi cũng rất thích, phim hành động. Ta cứ nói chung thế. Và tôi rất tự hào là tham gia vào tác phẩm của Vũ Lê, mặc dù là vai ngắn của chủ phim này. Thế nhưng mà đây là một cái bộ phim với một series này, thông qua cái bề nổi của cái đời sống và nghiệp đoàn, xã đoàn, để toát lên được một cái tình yêu thương con người. Và trong bốn mảng đời sống xã hội của đồng chí Bảo Thọ, và đây chứng minh được cả luật đời và luật sống. Và tôi rất tự hào là làm việc với đồng chí Bảo Thọ quanh cái tư duy sáng tạo thông minh, và chúng tôi làm việc với rất nhiều đạo diễn cũng có thể tìm được đạo này. Và tôi hy vọng là trong tương lai sẽ có những cái Sinh Lan phần 2 đã thành công hơn phần 1, thì sẽ có những Sinh Lan phần 3, phần 4, phần N tiếp tục đưa cho các khán giả những hoạt động tinh